Thế thì ăn uống gì nữa? Thấy dâu tây chín đỏ mọng nước có giá hạt rẻ, một gia đình hí hửng mua về nhưng vừa ngâm nước muối đã thấy sai sai. Tiếp tục là câu chuyện về những quả dâu tây khiến cộng đồng mạng xôn xao mấy ngày nay. Như Giang Cương Mận đã biết thì dâu tây giá hạt rẻ đang được bán tràn lan trên thị trường với giá từ 30 đến 50 k một hộp. Ai cũng có thể sở hữu ngay thứ quả được quảng cáo rầm rộ từ Mộc Châu, Đà Lạt. Nhưng nguồn gốc xuất xứ thật ở đâu thì vẫn còn là một ẩn số. Mới đây, một gia đình vì thấy dâu tây chín đỏ mà giá lại hạt rẻ nên đã thử mua về. Nào ngờ sau khi ngâm nước muối thì lại thấy hiện tượng lạ. Đây thì ăn uống gì nữa? Đây, mình đúng là cái máy này thật, mình ngâm thì không sao nhưng mà lấy cái là da này, thôi da này. Nước đen xì luôn, sợ thật. Em vừa ăn quả chứ. Mà cái ru nó vừa ngâm nước muối đấy chứ. Nước muối là nó không sao, là cái máy này nó ra ấy được. Cái này vào cái giá sợ thật. Bát rửa dâu tây đây. Bẩn quá lên. Rửa bằng muối không ra. Rửa muối là nước nó sạch tây sạch tinh. Lo và tanh tanh. Bây giờ sẽ thay rửa lại xong thay lại sụp lại xem thế này. Có thể nói đây là màn biến hóa dâu tây đẳng cấp VIP Pro nhưng theo chiều hướng cảm lạnh. Khi cho dâu tây rửa 7-7-49 lần thì kết quả cho ra nước màu xanh rêu đặc quánh. Xung quanh còn bám những mảng kết tủa nổi lênh phênh trên bề mặt. Xem xong thì cộng đồng mạng ai nấy cũng đều rén ngang, hoang mang trong lo sợ. Đấy, các cụ vẫn nói của rẻ là của ôi, cấm có sai. Chị em lưu ý nếu có thèm dâu tây thì nên tìm cơ sở bán hoa quả uy tín, đáng tin cậy, tránh tiền mất tật mang, có hại cho sức khỏe. Mà thêm nữa là nhớ rửa thật sạch và kỹ trước khi ăn nhé. Bạn nghĩ sao sau khi xem xong video? Comment ngay cho TV Trend được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Trend và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày.